Rồi, chào các bác. Clip này em sẽ giới thiệu các bác chiếc Omni Marang 94 khi kết hợp với một cặp loa Mỹ Bass 40. Đấy. Cặp này là cặp Shark Vega mà đời đầu hết 351. 351 nó là dòng sở hữu Bass 40 các bác nhé. Bass 40, một Bass 40, một chung và một tép. Đấy. Nó là dòng đời đầu cho nên cái vân gỗ nó khá là đặc trưng. Vân gỗ của những cái dòng đời đầu ấy thì nó nhìn nó không có cái xử lý gì cả, nhìn nó rất là mộc mạc. Các bác nhìn này, vân gỗ thể tích thùng dòng này thì luôn luôn là lớn rồi, kể cả những cái dòng bát 15, 20 gì nữa thì các bác biết là thể tích thùng của Shark bao giờ cũng lớn. Đấy. Và dòng này nó sẽ thiên về bát. Chiếc Omni hôm nay em ghép là một chiếc Omni Class A. Đấy, Class A mà nó lại là 94, Marang 94 trong dòng Hi-Fi Stereo thì 94 nó là có thể gọi là đầu bảng được. Nó chỉ tóm lại là đến cái đời này thì nếu mà cao cấp nữa thì nó sẽ lên những cái dòng high-end. Đấy, nhân cơ hội này thì em cũng chia sẻ các bác high-end và hi-fi nó như nhau. Tức là high-end, hi-fi, âm thanh ấy, hi-fi thì nó ở mức bình dân, nhỏ nhỏ, rẻ rẻ. Đấy, lên đến high-end rồi thì nó cao cấp. Đấy, nó phân khúc riêng hẳn đi. Đấy, thì cái này thì trong dòng hi-fi stereo nó là gần như đầu bảng. Đấy. Có thể rôm la là đây là một con Omni Class A, nhưng mà em muốn kết hợp với cặp loa Mỹ Bass 40. Và tí nữa em sẽ test cho các bác nghe một dòng nhạc mà ngày xưa em cũng rất là hay test, để em cho các bác nghe là Class A khi đánh vào cặp này tiếng bass nó lên cũng rất là tốt luôn, cực kỳ uy lực luôn. Bình thường những dòng Class A là sẽ anh em hay đánh những cái dòng loa độ nhạy cao, thì con này đáp ứng độ nhạy cao nhé. Cặp loa này đáp ứng độ nhạy cao này. Rồi các bác nghe những cái dòng nhạc như Vulcan ra rồi Thính Phòng Giao Hưởng đấy, những cái dòng country chẳng hạn, những cái dòng cái tiết tấu nó nhẹ nhàng, nó chậm chãi, rồi đòi hỏi cái độ chi tiết, cái độ linh hoạt nữa, khi mà những cái gọi là những cái bản nhạc mà nó lên những cái đoạn mà cái nhịp điệu nó nhanh ấy, thì những dòng Class A đáp ứng rất tốt. Tí nữa em sẽ test cái dòng nó hơi bị đảo một tí, em sẽ test cái dòng bát mạnh cho các bác thử trải nghiệm từ cặp này với Omni 94 dòng Class A chạy 61 phép đây. Đấy, em đã test con này với cặp monitor 201 rồi, thì clip này em sẽ test với chiếc cặp loa này. Bây giờ em sẽ test luôn nhé, các bác nghe thử nhé. Các bác có tai phone đeo vào thì nó mới cảm nhận được cái giải bass của chiếc của cái bộ này, chứ không còn trước. Máy này bị đơ ở đây. Ok. À, cắm điện thoại ra, các bác chuẩn bị nhá, giảm. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. See you in all the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again.
Rồi, các bác vừa nghe rồi. Đấy, các bác nào mà nghe mà cảm thấy nó không đúng, tức là cái chất của class A ấy, đúng rồi, class A thì ít anh em nghe dòng nhạc này. Ít anh em nghe dòng nhạc này, nhưng mà em muốn thử để cho những anh em khác có nhu cầu. Anh em ví dụ anh em có loa rồi, có một cặp loa Mỹ rồi mà anh em muốn sở hữu chiếc âm ly Marantz 94 này ấy, thì anh em có cái trải nghiệm với dòng nhạc nó khác đi. Đấy, và em đã test cho các bác nghe đủ các thể loại nhạc và đủ các dòng loa. Loa Nhật có đây, loa Mỹ có, rồi sẽ có loa châu Âu với chiếc âm ly 94, và thử các dòng nhạc khác nhau để các bác thấy con này nó chơi được những cái dòng gì. Và vừa rồi các bác thấy là nó đánh những cái dòng nhạc DJ, nhạc bốc, tiếng bass nó xuống rất là sâu, rất là lực. Con này nó là 390W nhé các bác nhé. Đây để em quay lại cho các bác xem. 390W công suất tiêu thụ. Được chưa? Đấy, vừa rồi nó đánh con này. Hết 351, bass 40, hai lỗ thở này. Dòng đầy đầu. Đánh cực kỳ chất. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Đấy. Rất là chất lượng. Còn đương nhiên là class A thì anh em có thể chơi, chủ yếu anh em chơi những cái dòng da vocal đấy, nhưng mà đấy, đây là một cái cách nhìn mới, cái góc nhìn mới. Thực ra âm thanh nó cũng có nhiều góc khác nhau. Kết hợp bộ này thì anh em có thể trải nghiệm nhiều những cái dòng nhạc. Rồi em đưa cái dòng nhạc đấy để anh em có thêm cái review mới.